Mến chào các bạn đang quay trở lại với câu chuyện Diễn viên lấn sân của tác giả Bắc Nam, truyện được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube của Đàm Mỹ Từng Truyện, tập 14. Lần thứ hai quay từ chỗ bị xe tâm luôn, Lộc Văn đứng bên đường chuẩn bị giày cáp treo để lại cảm giác lâu dài, màng bọc thực phẩm khiến lỗ chân lông khắp người bít rịt, hắn cúi người hai tay chống đầu gối giữ sức. Mưa ngày càng to, Cố Yến Đình đứng giữa đường kiểm tra ánh sáng, một tay anh cầm ô, tay kia giơ loa lên. Ngay lúc ống kính số 3 ngừng, tôi sẽ ra hiệu nhắc nhở cậu lập tức nâng đèn lên. Tổ trưởng tổ ánh sáng bảo, được rồi, tôi nhớ rồi. Lục Phàn ngã xuống, ống kính quay cận cảnh 2 giây. Cố Yến Đình dặn dò, nhất định phải chú ý phản quang. Một cơn gió quét qua, mặt Cố Yến Đình dính đầy nước, anh thở ở vút mặt rồi nói tiếp. Chú ý bộ điều khiển đấy nét, lần này là quay thứ nhất không ổn lắm đâu. Trợ lý quay phim nói, biên kịch cô, tôi đó rồi. Sắp xếp từng chuyện xong, Cố Yến Đình bước tới bên lề đường, mưa màu nước đậm ở phần trống giữa vỉa hè và lòng đường chưa thoát hết, rộng chừng 1 mét. Anh dừng bước, áng áng xem có thể nhảy qua được không. Bấy giờ Lục Phàn đứng trên vỉa hè chìa tay ra. Cố Yến Đình đặt tay lên, tay hai người đều ướt nhẹp, trơn tuột đành cố sức giữ chặt. Anh được Lục Phàn nắm tay kéo qua, trần dẫm lên vỉa hè, mép ô va vào nhau. Thả tay ra, Lục Phàn tránh sang bên cạnh một bước, màng bọc thực phẩm bó quanh người rất khó chịu, hắn hơi khom lưng. Cố Yến Đình tới đây để nói hai câu, câu đầu tiên là, mấy cảnh kiểu này toàn phải là chạy suốt đêm thôi, chắc quay sẽ nhiều lắm đấy. Lục Phàn trả lời, vâng. Em chuẩn bị sao mọi? Cố Yến Đình nói câu thứ hai. Cảnh này khó khăn về mọi mặt, không liên quan nhiều tới diễn viên nên không cần áp lực đâu. Lục Phàn lại tiếp tục gật đầu. Khó khăn về mọi mặt thì thầy cô anh cũng không cần phải áp lực đâu. Cố Yến Đình sửng sốt giây lát, thầy thấy đạo diễn chắc chắn áp lực không thể vơi bớt chỉ bằng một câu an ủi. Nhưng lời ấy thốt ra từ miệng Lục Phàn là làm sao? Anh nghe xong bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Diễn viên phải vào vị trí rồi, Lục Văn thả ô bước về phía đường cái. Nói ra chắc chẳng ai tin được Lục Văn chưa dầm mưa bao giờ. Ngày thường xe đón xe đưa, khế thời tiết không trong xanh nắng ấm thì lái xe cứ kè kè bên cạnh. Hồi bé từ lúc mặc áo mưa trẻ em size S cho đến khi mặc size XXL, bước chân hắn chạy ra ngoài, nhảy vào vũng nước, chân sau bảo mẫu lập tức tống cổ hắn về. Vì thế, trong quan niệm của hắn, dầm mưa phải chịu tội có thể nói, đêm này là hiến thân vì nghệ thuật. Cố Yến Đình tự tay mình chỉ huy. Mời về vào vị trí đi, chuẩn bị bấm máy. Xe tải lao vun vút, mưa gió không át được tiếng gầm rú của động cơ. Lục Phàn ngã ra đường ngẩn đầu, hai luồng ánh sáng chói vào mắt thẳng vào mặt. Toàn cảnh tới tận cảnh, ống kính đẩy sát lại gần kéo dài 2 giây. Một tiếng va đập vang rồi, lốp xe mài trên mặt đường ẩm ướt trượt dài một quãng phát ra âm thanh chói tai. Cơ thể Lục Phàn nhẹ bẫng bị giày cáp treo ngược lên. Trong tầm mắt là mảng ánh sáng trắng loá, màn mưa như dệt, nơi xa hơn là màn đêm thăm thẳm. Cơn choáng váng ngắn ngủi qua đi, hắn nệm mảnh xuống trước đệm. Cố Yến Đình ra hiệu cho Khang Ninh hô, cắt. Tôn Tiểu Kiệm và Lý Thái Bằng xông tới, hai người kết hợp đỡ Lục Phàn dậy, còn chưa kịp đứng vững xe tải khởi động, quay đầu về cuối đường. Khang Đại Ninh gọi. Thở lấy hơi đi, quay lần thứ 3 đó. Quần áo ướt sũng nặng hơn 5 kg dính trên người, Lục Phàn quay lại nhét một đoạn màng bọc thực phẩm thò ra ngoài vào trong tay áo. Một cơn gió tạt qua, hắn thấy lòng bình thê lương. Anh Kiếm! Hả, làm sao? Công ty mua bảo hiểm cho em chưa? Tổng Tiểu Kiểm dỗ dành. Rồi, cậu gì khó quay đi. Tới giai đoạn tuyên truyền phim, anh sẽ bảo bộ phận tuyên truyền sắp xếp cho cậu một hot shot Lục Phàn kính nghiệp. 10 ngôi sao thì có tới 9 người rưỡi từng chém kính nghiệp chẳng hay ho tí nào. Lục Phàn nói. Em muốn Lục Phàn cho bỏ cơ. Lần thứ 2 quay xong còn có sức lắm miệng. Lần thứ 3, thứ 4, thứ 5... ống kính quay tổ hợp ngã nhào, tông bay rơi mạnh tổng cộng 8 lần. Quay xong lần thứ 8, Lục Phàn nằm xả lại trên đệm, suýt tí nữa thì ngôn thốc nôn tháo. Cố Yến Đình hô, dừng, qua. Gần 3 giờ sáng, cơn mưa càng lúc càng to, không hề có xu hướng giảm nhỏ.
nhân viên công tác di chuyển lán trú mưa chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Đoàn Mánh đội áo mưa khoác lên đầu, khiêng chiếc chân máy và cờ đen đi được hai bước, Cù Yến Đỉnh bóng tới trẻ ồ cho hắn. Bên kịch cổ, không cần đâu mà, anh đừng có làm thế đi. Đoàn Mánh vội vàng từ chối ngay, nửa người Cù Yến Đỉnh dầm mưa, hơi căng thẳng xoay cán ô, nhưng vẫn giả vờ ung dung và bình tĩnh. Có gì đâu, các cậu vất vả thế cơ mà. Trong một lán trú mưa khác, Lục Vân bắt đầu trang điểm. Miệng vết thương na ná hôm qua ở bệnh viện nhưng nghiêm trọng hơn. Tờ trang điểm nói, hôm nay màu máu tươi tán hơn. Hôm nay màu máu tươi tán hơn, đồ đặc và thành phần không giống như lần trước cho lắm, thử sau tai trước xem có bị dị ứng không nha. Lục Phần nghiêng đầu phối hợp với lại thợ trang điểm, nhìn ra ngoài đường cái thấy Cù Yến Đỉnh đang bước tới gần. Máu giả lạnh buốt quệt quanh tai, lần trước là tai phải, lần này là tai trái, thợ trang điểm nói. Ơ kìa, thì ra sau tai trái giống một hình xăm nhỏ như là hình nốt nhạc hả? Lục Phần đáp ừ, xăm từ lâu rồi nhỏ lắm, không để ý thì rất khó phát hiện. Tờ trang điểm hỏi, sao lại xăm nốt nhạc? Lục Phần trả lời, vì tôi thích âm nhạc. Thành niên thích nhạc nhéo là chuyện đương nhiên, tờ trang điểm cười rồi nói tiếp. Giờ đã đang mốt lấn sân đó, không ít diễn viên lấn sân sang ca hát chơi bời, cậu có muốn ra album gì đó không? Cù Yến Đỉnh bước vào lán tre, tầm mắt quan sát lớp trang điểm trên mặt của Lục Văn, khóe miệng Lục Văn nhoèn cười cứng đờ. Tôi không biết sao Cù Yến Đỉnh phát hiện ra nét chua chát trong nụ cười của Lục Văn, dường như rất khó mở miệng, xem như giải vây cũng vì công việc anh lên tiếng cắt lời. Đàn gấu xong chưa? Lục Văn tránh thoát vấn đề thở trang điểm nhằm thở phào nhẹ nhõm. Cù Yến Đỉnh ngồi xuống bên cạnh, anh giải thích tư thế động tác của nhân vật cho Lục Văn nghe. Lát nữa sẽ quay cảnh sau khi bị tông, Diệp Tiểu Vũ rơi xuống lăn lộn vài vòng, cuối cùng nằm im, hình ảnh dừng lại. Hóa trang xong, Lục Văn máu me khắp mặt cũng bắt đầu quay. Lần này gáy bị va đập, Lục Văn nằm thẳng, đền một cái đường cái, nghiêng người, nửa bên mặt nhúng trong vũng nước mưa áp sát lên mặt đường xi măng vừa cứng vừa lạnh. Hắn lấy hơi chờ đợi, cơ bắp toàn thân kéo căng. Cù Yến Đỉnh vừa hộ action, đột nhiên Lục Văn cứ cử động cơ thể, vừa nhanh vừa ác, và đập lăn lộn trên mặt đường ướt nhượt. Cũng chính xác là da thịt của mình xây thành lực quán tính, cực lớn sau khi bị tông bay người và rơi xuống đất. Lục Văn dần dần chậm lại, miệng mũi dính đầy nước bẩn cũng hơi sặc. Lăn lộn không biết bao nhiêu vòng, hắn kiệt sức thả lỏng cơ thể, mặt cũng khẽ nhắm lại, trong cơ thể uể oải vô vàn hiện ra sự mệt mỏi khi gần chết, từng chút bị đau đớn dâng trào nuốt trọn. Nhưng vài giây dừng hình còn chưa hết, Cù Yến Đỉnh đã hô, dừng, lại lần nữa. Chỗ lằn trườn qua thì chỉ cần quay lại đoạn cuối cùng, Lục Phàn nằm im không nhúc nhích, ngay bên trên là ống kính, chéo bên trên là đèn chiếu sáng. Hắn từng tham khảo một số phim tài liệu nghiên cứu trạng thái trước khi chết. Cơ thể hắn dần dần thả lỏng, xà nàn chớp mí mắt, trong lúc nửa mở nửa khép, ánh mắt gần như rã rời. Dừng, làm lại. Vẫn là Cù Yến Đỉnh cắt ngang. Vết máu trên mặt bị trôi, Lục Văn đứng dậy, thở trang điểm và trợ lý vây quanh hắn tút tát lại. Hắn mặc kệ người ta bồi bồi chát chát, đầu óc gù mê chẳng nghĩ ra đoạn cuối mình diễn có vấn đề gì. Tút tát xong ngửa xung quanh tàn ra, Lục Phàn trông thấy Cù Yến Đỉnh đứng cách đó 2 mét, không biết đã đứng bao lâu, cứ như đang chờ hắn vậy. Lục Phàn bước tới cúi đầu chui vào dưới tán ô của Cù Yến Đỉnh, hắn áy náy rồi nói, thầy cụ, em diễn không tốt hả? Diệp Tiểu Vũ chết như thế nào? Cù Yến Đỉnh hỏi hắn. Lục Phàn chần chừ, Diệp Tiểu Vũ và Diệp Sam xảy ra va chạm chân tay, mất thăng bằng ngã ra đường cái và bị xe tông chết. Kịch bản viết thế mà hắn không hiểu sao Cù Yến Đỉnh phải hỏi hắn. Hắn trả lời, sự cố ngoài ý muốn ạ. Cậu có nghĩ rằng tất cả không phải là ngoài ý muốn không? Lục Phản bỗng trông sững người, Cù Yến Đỉnh hạ thấp tán ô, ngăn cản gió táp mưa rơi, che cả gương mặt của Lục Phản. Trên đường, trên đầu là tiếng giọt mưa nền xuống tán ô. Anh nghiêng người về phía trước, khẽ khàng như tiết lộ một bí mật. Thực ra Diệp Sam đã thấy cái xe tải ấy đó. Gì cơ? Lục Phàn ngừng thở,
Cô ấy định nói tiếp. Diệp Sam cố ý đẩy Diệp Tiểu Phú vào cái chết. Anh viết rất mông lung, đọc kịch bản thôi thì khó mà nhận ra được. Lúc vài chụp cũng không có đoạn nào thể hiện rõ điều ấy. Cổ Yến Đình lùi lại, nở ngô lên. Hai phút sau bắt đầu quay đoạn cuối lần thứ ba. Khắp người Diệp Tiểu Phú toàn máu, cậu nằm trên đường cái, nước đỏm trên đường ngập tới tận vành tai. Vết thương chí mạng chỗ trán chảy máu không ngừng. Cậu khẽ nhích môi, ngón tay giãy giụa không nhúc nhích trên mặt đất. Muốn túm lấy thứ gì đó nhưng chỉ thấy gợn lên cơn sóng đục ngầu. Hai mắt cậu trợn trừng hết cỡ, không hề chớp lấy một cái. Mưa bụi như kim châm cắm vào mắt đưa cậu đỏ ngầm. Sợ hãi, đau đớn cũng chẳng bằng nỗi kinh ngạc. Cái chết của Diệp Tiểu Phú trở thành bí mật suốt đời của Diệp Sam. Sự áy náy suốt quãng đời còn lại là thật. Ác mộng xuất hiện cũng là thật. Nhưng giây phút Diệp Sam đầy Diệp Tiểu Phú, thù hận và ác độc nhoáng qua cũng là thật. Máy quay tiến lại gần, dừng lại đặc tả gương mặt. 3, 2, 1. Cảnh quay tới giây cuối cùng, cô Yến Đình trầm giọng hô. Dừng, qua. Lục Văn ra tê mức nhắm chặt mắt lại, mưa bẩn lắm. Lẫn lộn trộn máu già tràn hết vào trong mắt hắn. Hắn đứng dậy được Tôn Tiểu Kiểm và trợ lý Đại Bằng đỡ lên hai bên. Diễn viên stylist và trợ thang điểm đã xong việc rồi. Tôn Tiểu Kiểm xót xa nói. Cuối cùng cũng quay xong, cha mẹ ơi, ngã cả đấm lần xong rồi còn phải lăn lộn trên đất. Anh đứng ngoài nhìn còn thấy mệt chết đi được ấy. Lý Đại Bằng lại bảo, sầm mưa từ nay tới giờ cắm chết mắt. Lục Phản cũng chẳng nhìn đường, hai chân nặng như chì, lếch thà lếch thách bước đi. Quay về chiếc xe di động của hắn, thoáng một cái ấm hẳn lên. Lục Phản rửa sạch hai mắt, lau khô mặt và tóc. Hắn mệt mỏi rã rời nằm vật ra giường. Tôn Điều Kiểm giúp hắn cởi tất cả quần áo, màng bọc thực phẩm, thắt nút cuốn quanh người, đành lấy kéo cắt. Cởi tới khi chỉ còn lại cái quần lót, Lục Phản cũng nằm giang tay giang chân, rồi gọi, nằm đờ đó. Lý Đại Bằng cũng giặt khăn ấm nói, đừng để bị cảm, anh lau người cho cậu. Lục Phàn phơi xác trên giường, khăn nóng cọ lên người, chỉ xác dần dần sống lại, nhưng suy nghĩ của hắn không về theo mà vẫn ở lại thế giới của Diệp Sàm và Diệp Tiểu Phú. Tôn Tiểu Kiểm bừng chai nóng tới đỡ hắn ngồi dậy uống vài hớp, hơi ấm đổ vào. Lục Phàn hơi tỉnh táo, hắn tạm thời không muốn nghĩ người lung tung nữa, bèn nói, bàn rộn suốt cả đêm mệt mỏi lắm rồi, anh đặt cho em và cho mọi người ít canh nóng cháo nóng, em mời đi. Ông cố tôi ơi, 4 giờ sáng đi đâu đặt cho cậu bây giờ chứ. Lục Phản thở dài lại nằm xuống. Sau khi tiêu hao hết tơi lực, hắn bắt đầu rơi vào trạng thái bơ phờ. Lý Đại Bằng đáp chăn cho hắn rồi nói, về khách sạn anh nấu chút gì đó cho cậu ăn nhé. Tôn Tiểu Kiểm kinh ngạc hỏi, cậu biết nấu món cơ hả? Biết chứ, trợ lý bọn tôi cái gì cũng biết hết. Thực ra tôi đã mua sẵn gừng với đường đỏ rồi, có cả gà mái nữa. Bao giờ về tôi nấu cho cậu lục một bát canh gừng và gà hầm thuốc bắc. Ơi, giỏi thế. Tôn Tiểu Kiểm cảm thán, cậu là trợ lý đoàn phim, chỉ để giúp bọn tôi thôi, bắt cậu làm nhiều thế xấu hổ lắm. Lý Đại Bằng rất thành thật, trách nhiệm của tôi mà, phải là lãnh đạo đã dặn dò rồi tôi nào dám sơ suất chứ. Cảm ơn anh Bằng nhé. Lục Phàn nằm trên gối uống nước nhớ nguồn, bèn cảm ơn cả lãnh đạo nở. Cũng cảm ơn đạo diễn Nhâm đã quan tâm tới em. Vẻ mặt Lý Đại Bằng mờ mịt. Chờ chút, liên quan gì tới đạo diễn Nhâm chứ? Lục Phàn hỏi. Ồ, không phải đạo diễn Nhâm dần dò đó hả? Còn phải đâu, trước lúc Tiểu Trường sắp xếp cho anh làm trợ lý sinh hoạt của cậu, dặn đi dặn lại là anh phải tỉ mỉ một chút, cậu ta bảo người dần dò chăm sóc cậu ấy. Lục Phàn ngẩng đầu, Lý Đại Bằng trả lời, là biên kịch cũ đó. Lục Phàn ngồi bật dậy như xác chết sống lại, phảnh mắt chưa hết đỏ lừ trợn tròn nhìn Lý Đại Bằng. Anh nói gì cơ, sắp xếp trợ lý sinh hoạt cho em là biên kịch cũ ấy hả? Ừ, Tiểu Trường nói với anh thế đó. Chăn từ bà vai trượt xuống, Lục Phàn trần truồng phơi hai cánh tay dần đần thối mặt. Tôn Tiểu Kiểm đứng cạnh cũng há hốc mồm, dáng vẻ bất ngờ y chang. Tôi đi dọn dẹp đây, giặt quần áo bẩn, mai còn trả lại stylist. Lý Đại Bằng cầm khăn mặt và cốc nước bước qua vào phòng khách và khép tấm ngăn lại. Lục Phàn và Tôn Tiểu Kiểm nhìn nhau chốc lát. Lục Phàn sốt ruột gái tóc ngắn, thế là buổi chiều hôm ấy của Yến Đình vừa giúp hắn nhập vai,
vừa sắp xếp trợ lý cho hắn. Hắn hưởng thụ sự quan tâm của Cù Yến Đình suốt từ đó tới giờ nhưng hồn nhiên không nhận ra. Tôn Tiểu Kiếm nói, biên kịch cô làm vậy chứng tỏ anh ấy rất thích cậu đó, mục tiêu ban đầu của chúng ta đã thành công rồi. Yeah! Lục Phan chui vào trong chăn, quay mặt vào vách tường, thích hay không thích hắn cũng không rõ lắm. Hắn chỉ nhớ mình từng xúc phạm Cù Yến Đình vô số lần, hiện tại lồng ngực càng đầy, áy náy cũng tràn ngập. Đột nhiên thân xe giảm tốc sóc này lên. Bấy giờ Lục Phần mới để ý bên quay đầu nói, chuyện gì thế, xe chạy rồi hả? Tôn Tiểu Kiếm nói, có mệt ngu người rồi hả, đứng im thì về khách sạn kiểu gì? Lục Phần vội gào lên, nhưng thầy cụ chưa lên xe mà. Ngoài diễn viên và tổ trang phục make up ra thì những người khác vẫn chưa xong việc. Quay cảnh tổng xe xong cần quay tiếp một cảnh ngoại, cảnh không có người. Lúc rạng sáng là một trong những nút thay đổi ánh sáng, phải đánh giá là ánh sáng tại hiện trường. Cù Yến Đình ngồi dưới lán chú mưa, vắt chéo chân, đặt giấy bút trên đùi vẽ sơ đồ mới. Anh ngẩng đầu quan sát con đường, thiết kế sự phân bổ ánh sáng cho từng vị trí một. Khóe mắt liếc thấy đoàn mánh chạy từ đâu tới đây, anh cúi đầu xuống căng thẳng xoay xoay cái cán bút. Bên kịch cổ máy móc đã được bảo vệ cẩn thận, không có vấn đề gì cả. Cù Yến Đình đáp ngắn gọn, anh vất vả rồi. Mưa to quá đàn mánh không định rời đi bèn đứng bên cạnh. Bên kịch cổ nhìn anh trông như đang vẽ vật thật ấy. Anh học vẽ từ trước đây hay là từ lúc khoa đạo diễn thì mới tới học? Cù Yến Đình từng học vẽ từ trước nhưng không chuyên nghiệp. Học ngành đạo diễn không thể thiếu việc vẽ kịch bản và phân cảnh, nhưng cũng sơ sơ thôi. Anh quỳ còng cho người dạy vỡ lòng nói, hồi bé học cùng bố tôi thôi. Thế ông cụ nhà anh chắc là người trí thức hả, họa sĩ hả? Cụ Yến Đình mím môi cười nhạt nhưng đáy mắt tĩnh lặng không gần sóng, là cách quả quyết thông thường của người trưởng thành. Đánh dấu xong nét bút cuối cùng anh nói thẳng, đưa máy A lên cần cầu đi, bắt đầu làm việc. Quay lại khách sạn, Lục Phần ngầm nước nóng rửa tay sạch sẽ từ đầu tới chân. Đến đầu ngón tay thì hắn cũng lười nhúc nhích, ngồi xuống trước bàn trang điểm như ông sư già ngồi thiền, gọi Tôn Tiểu Kiểm đi vào hầu hạ. Xấy tóc đã. Tôn Tiểu Kiểm vén tay áo đứng sau lưng Lục Phần xấy tóc, xấy khô xong Lục Phần bèn cúi đầu. Gì đó? Lau cổ. Đàn ông hay mặc áo sơ mi bẻ cổ áo phẳng phiu gầy, phần gáy lộ ra chính là khuôn mặt thứ hai của đàn ông, nên phải chăm sóc cẩn thận. Lục Phần cúi đầu thấp, Tôn Tiểu Kiểm lào giúp hắn những giọt nước lấp lánh, hành động dịu dàng, sờ lỡ tay làm ra hắn đỏ tấy. Trong lúc lờ đáng, Lục Phần nghĩ tới cảnh Cù Yến Đình sờ mặt hắn và nghĩ tới hắn cầm tay Cù Yến Đình. Đôi tay cầm bút gõ chữ lẽ ra phải được chăm sóc tỉ mỉ và mềm mượt mới đúng, thế nhưng hắn lại thấy những vết chai thô sần cũ kỹ trên tay Cù Yến Đình. Lục Phần quay về phòng ngủ nằm xuống giường. Một ngày một đêm làm việc quần quật nên vừa đặt mình xuống giường, xương cốt toàn thân cũng thả lỏng hết cỡ. Trên đèn ngủ đặt ở đầu giường dán một tờ giấy nhớ được viết trước khi đi ra ngoài, liệt kê một chuỗi gạch đầu dòng, tắm rửa xong người, massage toàn thân và chiếu phim cá nhân đã được đặt trước. Tôn Tiểu Kiếm hỏi, cậu đã nằm rồi hả, có đi nữa không? Đi cái kích đấy. Lục Phần lời như chó chết. Giờ trời có sập em cũng không rời khỏi giường đâu. Tôn Tiểu Kiểm lấy làm tiếc đối. Thế thì lãng phí quá. Lục Phản luôn luôn hào phóng bề nói, anh muốn đi thì đi đi, theo em suốt đêm thì cũng mệt lắm rồi, gọi cả anh Bằng nữa, muốn chơi thêm gì thì cứ đăng ký số phòng em là được. Lý Đại Bằng nấu canh gừng xong bưng một bát tới. Lục Phản uống một hơi hết sạch, trong ngoài ấm áp cả rồi. Hắn bảo Tôn Tiểu Kiểm và Lý Bằng về nghỉ ngơi. Cả căn nhà rơi vào yên tĩnh, Lục Phàn nằm cong người vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi mà không ngủ được. Bầu trời ngoài cửa sổ hừng ánh sáng rạng đông giữa màn đêm tù mù là bình minh trong mưa. Những tổ khác đã xong việc chưa? Quay có thuận lợi không? Cù Yến Đình đi xe nào về? Lục Phàn càng nghĩ càng mất ngủ, điện thoại lại rung lên ồ ồ. Tôn Tiểu Kiểm gửi tin nhắn cho hắn, đã ngủ chưa? Cổ tay đè lên đầu gối, Lục Phần trả lời, sao thế? Tôn Tiểu Kiểm bảo, lên quê bồi đi, Nguyễn Phong theo dõi cậu, cậu theo dõi lại đi. Lâu rồi Lục Phần không lên mạng, hắn nghi ngờ mở trên quê bầu ra và sợ hết hồn.
người theo dõi mới tăng thêm mấy chục nghìn. Hắn lướt lướt qua tất cả đều là fan của Nguyễn Phong. Bình thường mỗi bài đăng trên Weibo của hắn có tầm 100 bình luận, hiện tại không bình luận đã có gần 1.000 cái chưa đọc. Lục Phàm ấn vào xem fan của Nguyễn Phong dặn dò hắn đại ý là anh đẹp trai, quan tâm tới Nguyễn Nguyễn nhà em, bắn tim. Cái lờ giờ thế. Diễn viên trong đoàn theo dõi nhau là điều hết sức bình thường. Lục Phàm cầm di động, nhưng lề mề mái không ấn nút theo dõi. Hắn đỡ ra một lúc cuối cùng thoát khỏi Weibo. Tin nhắn của Tôn Tiệp Kiệm gửi tới, theo dõi chưa? Lục Phàm chén gió, quên mé mật khẩu rồi. Ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tã, thoảng gió giữ rít gào xốc tung tán ô của người qua đường. Lục Phàm trần trọc khó ngủ, khoác áo ngủ chuyển sang ghế sofa ngoài phòng khách. Nửa tiếng sau thang máy thấy hành lang có tiếng bước chân, hắn lập tức bật dậy. Cụ Yến Đình xong việc trở về, dầm mưa suốt cả đêm, toàn thân ướt sũng. Anh cầm áo khoác trong tay, áo len màu tím thì khỏi ướt nhợt chuyển sang màu sẫm. Trên lồng tờ dính đầy những hạt nước li ti. Anh cực kỳ mệt mỏi, bước chân chậm chạp nặng nề, đi đến 6206 cúi đầu quẹt thẻ. Sợi tóc đen nhánh ẩm ướt xóa xuống trán, lúc ngẩng đầu bị anh vút ngược ra sau. Cụ Yến Đình vào nhà, quay người đóng cửa. Anh cởi một cúc áo sơ mi trong lúc cửa dần khép lại. Cửa đóng chặt để lại vết nước lờ mờ bên ngoài cửa nắm. Phía sau cánh cửa 6207, Lục Phàm dí sát mắt mèo, không nhòm thấy cái gì nữa. Những bóng người trong đầu vẫn chưa biến mất. Hắn khác vẻ căng thẳng như lúc bình thường, khác hẳn sự quyết đoán chỉ huy ở studio. Vừa rồi Cụ Yến Đình trông nhếch nhác hơn, xa sút hơn, như một thân cây run rẩy mà kiên cường trong gió mưa. Cụ Yến Đình vừa lạnh vừa mệt, tắm nước nóng xong cũng chẳng còn sức sấy tóc. Chuồng cửa vang lên, anh cố tình mặc kệ. Không lâu sau, tiếng chuông đổi thành tiếng gõ cửa. Nhân viên phục vụ không thể nào mất giải thế được, anh đoán ra là ai rồi đó. Cụ Yến Đình đã quá mệt mỏi để so găng. Anh vắt khăn lồng lên cổ bước ra mở cửa, kèo kiệt hé cửa rộng vào một bàn tay. Ngoài cửa, hai tay Lục Phàm bưng một cái nồi. Thầy cụ ơi, trợ lý của em nấu canh gừng còn thừa một bát. Em nghe tiếng anh về nên cầm sang cho anh uống. Cụ Yến Đình ngạc nhiên hỏi, cậu uống rồi hả? Cuối hành lang, nhân viên phục vụ làm ca sáng đang đi tuần về phía bên này. Cụ Yến Đình sợ phục vụ hỏi thăm mình, bèn mở rộng cửa cho Lục Văn vào nhà. Lục Văn vừa vào đã bảo, em uống rồi, chỗ còn thừa nguội ngắt, định hâm nóng cho xong mới bưng sang cho anh cơ, nhưng mà em không biết dùng đồ điện trong bếp. Đóng cửa lại, cụ Yến Đình nói, tôi tự hầm nóng là được rồi. Hai căn phòng có kết cấu giống nhau, Lục Phàm bưng canh gừng vào phòng bếp kiều mở. Cụ Yến Đình lấy một cái bát trong tủ múc canh ra cho vào lò phi sóng. Anh thuận miệng nói, trợ lý nấu cho cậu đó hả? Lục Phàm không đáp mà hỏi ngược lại, thầy cụ, là anh sắp xếp trợ lý cho em đó hả? Cụ Yến Đình đỡ hai giây, anh không để bụng mấy việc nhỏ nhặt ấy, phải ngẫm nghĩ một lúc mới nói, hình như tôi có nói với tiểu trường. Lục Phàm thì tay lên kề bếp, giống như ngày ấy ấm áp lên thành bể bơi, cứ nóng hầm hập. Hắn là một đứa hàng 18, từ trước tới nay chỉ nhận được sự lạnh lẽo, chưa từng có ai quan tâm tới hắn như vậy. Anh, hắn vừa mạnh miệng vừa chờ mong, vì sao lại đối xử tốt với em tới thế chứ? Cụ Yến Đình sửng sốt cũng thấy rõ, đâu có. Sao lại không? Lục Phàm cũng sốt ruột vô cớ. Đoàn phim nhiều diễn viên thế, vì sao anh cứ phải xếp trợ lý cho mình em chứ? Cụ Yến Đình trả lời, vì người khác có trợ lý sẵn rồi mà. Lục Phàm nghe lời, trái tim hơi phiền muộn, nét mặt chỉ thay đổi trong chớp nhoáng thôi. Cụ Yến Đình đã hiểu, anh nhớ mày hỏi, thì đấy, cậu tưởng tôi đặc biệt chú ý tới cậu đó hả? Bị chọc trúng nỗi lòng, Lục Phàm chột dạ che giấu, đâu có, em có gì đáng để ý đâu chứ, chẳng qua đẹp trai hơn người khác chút thôi. Cụ Yến Đình hỏi tiếp, cảm động lắm ấy hả? Như anh nói đó đó, chuyện này có gì đáng để cảm động đâu, em chỉ xác nhận lại thôi, không có ý khác. Cụ Yến Đình bắt đầu chọc ghẹo ai đó, thế sao cậu xong việc không ngủ thì cứ ngóng tôi về để chế sang được canh gừng? Lục Phàm lúng túng gần chết, nói cũng chẳng biết lựa lời. Em uống thừa không muốn lãng phí thôi, với cả, thực ra em,
Thực ra em sang đòi lại cá lên. Tính đi tính lại mà không nghĩ tới việc này, cô Yến Đình bớt bớt một chút. Áo len ướt rồi. Thế thì cũng phải trả em chứ. Lục Phàn không kiểm soát nổi cái miệng nữa. Em chỉ có một cái áo đấy làm nổi bật làn da đen thôi, anh trả lại cho em nghe đi. Cô Yến Đình bị đòi mà bối rối. Anh định giặt sạch rồi mới trả cơ. Thế ấy mà cái tên ngốc này lại tới tận cửa để đòi. Anh phải đi về phía nhà tắm, áo len cởi ra bỏ vào giỏ quần áo cũng bẩn mất tiêu. Bỗng nhìn điện thoại đặt trên ghế sofa kêu lên, 80% là Nhâm Thu gọi hỏi thăm tình hình quay phim. Cụ Yến Đình quay lại nhận điện thoại, bèn quen miệng sai khiến Lục Văn. Áo len trong giỏ quần áo bẩn đó, tự cậu lấy đi. Lục Văn mạnh miệng nhất thời, giờ đành đâm lao phải theo lao thôi. Hắn bước vào phòng tắm, đèn sáng trưng, cửa thủy tinh, cửa buồng tắm nửa mở, hơi nóng chưa tản hết bay ra. Giỏ quần áo bẩn để ngay bên cạnh bồn rửa mặt chất đầy quần áo, Lục Văn cúi người. Không tới 5 giây sau, Lục Văn tay khom lao ra khỏi phòng tắm gào toáng lên. Em không cần áo len nữa đâu. Cô Yến Đình bấy giờ với đến tiếng chuông cuối cùng cũng đang định nhận máy, bị tiếng gào của hắn làm cho giật mình lỡ tay cúp máy luôn, anh thắc mắc. Vừa nãy sốt xình xịch lên cơ mà, sao giờ lại không cần nữa chứ? Cũng ướt biến dạng rồi, nói chung em không cần nữa. Thế để tôi đền cho cậu cái khác vậy. Không cần đâu, coi như em tặng anh vậy đó. Hắn vào bếp lấy nồi rồi đi thẳng ra ngoài. Lúc tới huyền quan, mở cửa, hắn trông thấy một bông hoa cẩm chướng cắm trong bình. Cánh hoa đã héo rũ nhưng cụ Yến Đình vẫn cắm đấy không ném đi. Thầy cụ, Lục Văn dừng lại. Nói chung em cảm ơn anh đã quan tâm tới em. Cụ Yến Đình đáp, đừng có khách sáo. Vừa dứt lời, Lục Văn siết chặt nắm đấm cửa, nói năng hùng hồn như ra lệnh. Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, em vẫn phải nhắc nhở anh rằng sau này đừng tùy tiện cho người khác vào phòng tắm của anh nữa. Rầm, cửa sổ đóng sập lại. Cô Yến Đình đứng đờ trên cạnh sofa, nét mặt ba phần lơ mơ một phần hoảng sợ. Anh bị cái đồ ngốc ấy gào vào mặt, chẳng biết giờ quá mệt mỏi hay là quen rồi, thế mà chẳng thấy bực mình chút nào, chỉ ừ gật đầu thôi. Cụ Yến Đình kéo khăn lông ướt trên cổ xuống, bước vào phòng tắm, tới gần giỏ quần áo bẩn xác định mức độ biến dạng của áo len, nếu không có vấn đề gì lớn thì anh sẽ đem đi giặt. Trong giỏ là bộ quần áo cởi ra trước khi tắm ném vào đầu tiên, là áo khoác, tiếp theo là áo len, quần dài, áo sơ mi, càng lớp ngoài thì càng đè bên dưới. Chờ lấy đà thì làm sao biết được biến dạng chứ? Cụ Yến Đình lầm bầm nhấc từng thứ lên. Anh bỗng cứng người lại, ngón tay khều một thứ, là thứ cuối cùng anh cởi ra ướt đẫm, quần lót tam giác màu đen. Thế là cái quần lót này nằm ngay trên cùng từ nãy hả? Vậy lúc Lục Văn tìm áo len chẳng phải. Cụ Yến Đình rụt tay lại như bị điện giật, ném cái quần lót vào trong giỏ. Anh đứng thẳng người dậy, giờ thì đã hiểu vì sao Lục Văn không cần nữa và vì sao Lục Văn nói như thế. Anh ngẩng đầu nhìn gương, ánh sáng trắng, áo ngủ đen và hai gò má ửng rạng mây hồng. Chờ em Lục Văn lại bị ngại hả mọi người? Vô thì thấy đồ lót người ta thì bình thường thôi, có gì đâu, làm lố. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.